Vâng, xin chào bác, chào mừng bác đã trở lại với trang Kết Cục Chuyện Xưa. Ngày mai em lên với Cổ Bộc Vàng, của Pháp và của nước xưa. Trước tiên em lên mã số 01 trước nhé. Trước khi vào kênh bác nào like và share nhiều thì em sẽ có lúc giá rất là tốt. Đây là mã số 01, đây là cây san chi của Pháp xưa, thập kỷ 1950 thì 60, rất tinh tế nhé. Bộc vàng này. Cái này vẹt hay rồi nhé, còn lại zin hết nhé. Cái này size 140, con là mắt trái màu trên đậm giấy nhạt. Đa phần các bác dòng này bác mua về hay thay mắt cận thị, lão thị, viễn thị lắm. Đa phần là thế. Vâng. Cái dòng này em chia sẻ rất là nhanh thôi. Trong quá trình hơn 2 năm giới thiệu quá nhiều. Cầu giữa có truyện vương và san diêu số 18 này, càng trái càng phải đều có những cái truyện vương. Thông tin thông số rất là rõ ràng rồi. Đây là mã số 01 nhé. Cái ve thay rồi này. Đấy, cầu giữa san diêu truyện vương và số 18 này. Càng trái càng phải có truyện vương này. Đó, bên này là con hoa dâu này, hoa thị này. Đó, bên này cũng thế này. Hoặc là san diêu hoa này. Đó. Size 140. Đây là mã số 1 bọc vàng của Pháp xưa, thập kỷ 1950-1960, còn rất là mới, rất đẹp nhá. Thập kỷ 1950, thập kỷ 1960 này. San diêu hoa dâu của Pháp này. Với giá 5 triệu tư khoảng 5.400k. Với giá 5 triệu tư khoảng 5.400k. Rất là rẻ đấy, trước là 56, 57. Với mỗi cái kính thì nó rẻ tùy theo độ mỡ đẹp. Có cây xấu thì 5 đồng thôi, dưới 5 đồng có nhưng nó xấu. Còn những cây đẹp xuất sắc thì bây giờ sẽ cao tiền 54, 55, 56. Cái này 5 triệu tư nhé, mã số 01. Về thức buôn bán thì bác nào chuyển khoản để bao ship và ship code thì vui lòng đặt cọc 100k. Về thời gian bán hàng thì em bán rất thoải mái, là từ 8 giờ sáng đến 23 giờ, 8 giờ đến 11 giờ tối, tức cả ngày tuần không nghỉ nào, kể ngày lễ Tết, với điều kiện bác điện thoại trước, tránh tình trạng lên suất quá thì em bị thẩm định thì giá đầu cổ xưa. Bác điện thoại trước là em sẽ gánh tiếp đón từ xa tận ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Nội, lắng nghe thấu hiểu tư vấn cố vấn chuyên sâu đầu cổ xưa. Bên em là duy nhất một địa chỉ, một số điện thoại luôn luôn gắn đèn trên tường, kim trên tường, song hành hơn 20 năm, lúc nào cũng đảm bảo phân nhân pháp lý. Vâng, đó là mã số 01 rất nhanh. Tiếp theo thì là mã số 02, xem là cái gì đây. Cái mã số 2 là cây rô bích đựng gánh. Cái này là của Đức Quốc xã thập kỷ 50, thập kỷ 60 của Đức Quốc xã xưa, cũng còn khá là mới nhé. Và nguyên zin, size 140, mắt thủy tinh và nâu trà nhé. Tuy nhiên mắt là nếu bác không thích có thể thay mắt trắng hoặc mắt cận thị, lão thị, viễn thị được hết, tùy theo cái sở thích mà tùy theo từng cá tính của từng các bác một. Và rô bích đựng gánh Đức Quốc xã thập kỷ 50, thập kỷ 60. Lâu lâu mới về cái này, khá lâu, phải hơn tháng này. Cầu giữa nó có cái chuyện vuông, một chuyện tròn, một chuyện vuông. Càng trái, càng phải là mắc đi dép mani, rô bích. Đó, rất là rõ ràng. Đây, cầu giữa đây, một chuyện vuông, một chuyện tròn. Chuôi ve nguyên zin nhé. Đấy, chuôi ve nguyên zin nhé. Đây, càng phải đây, mắc darin, dép mani và chữ rô bích. Chuôi ve nguyên zin, thông tin thông số rất là rõ ràng. Rất là yên tâm đấy ạ. Và rất là bọc vàng sáng gương đấy, hàng thật là thế đấy. Rất là sáng sủa luôn, rất là sáng, rất đẹp nhé, tình trạng là rất là xuất sắc luôn đấy. Và đây là cái mã số 02 nhé, rô bích đựng gánh của Đức Quốc xã xưa thập kỷ 1950-1960, có giá là 7.600.000 hoặc là 7.600k, giá là 7.600.000 hoặc là 7.600k. Các bác mua đâu mua, nên lựa chọn bán lâu năm, nó có thượng uy tín ở Hà Nội, Sài Gòn. Em và một số anh em chơi kính cổ đồ cổ là hai mấy năm, ba năm, ngay cả địa chỉ số điện thoại là hơn 20 năm, rất là yên tâm, đảm bảo pháp nhân pháp lý. Bác mua những cái đồ cổ nên chọn địa chỉ số điện thoại lâu năm, đừng chọn những cái chỗ mà là không có địa chỉ, không số điện thoại, thì đa phần là cái sự rủi ro đẩy cho khách hàng đấy. Đấy là em nói rất là chân tình luôn, bởi vì rất nhiều bác đã bị dính cây số đất gần gánh. Cách đây một tháng các bác dính xong là các bác đăng lên trang hội nhóm nọ hội nhóm kia, nhưng mà các quản trị viên đã toàn xóa ngay, bởi vì những đối tượng đấy nó đa phần nó có cái sự mập mờ tư thông với nhau, thì nó chuẩn bị sẵn phương án này. Đây là các bác lưu ý là mua kính cổ đồ cổ của nam hiệu, mình nên chọn cái chỗ nó có địa chỉ, một địa chỉ, một số điện thoại, và phải là thương hiệu lâu năm, mà tối thiểu 1-2 chục năm đổ ra. Đấy là kinh nghiệm kể nước ngoài như thôi, chứ còn cứ trong vài tháng thay đổi chỉ, vài tháng thay đổi số điện thoại thì 100% là mập mờ mặt tư, hoặc là có mỗi số điện thoại không mà không địa chỉ, chắc 100% là hàng kém chất lượng, giảm giá, dám nói điều đó luôn. Kể cả những đối tượng bán mà giấu địa chỉ,
để chút địa chỉ cho khuất cho khó nhìn khó tìm cũng đã là có cái sự mập mờ rồi. Đây là mã số 03 nhé. Những đồ đắt tiền là mình mua mình phải cẩn trọng, phải tìm hiểu địa chỉ số điện thoại xem người ta làm ăn bao năm rồi, có uy tín không mua. Đây là cây Lamy phiên bản 590. Cái này size 140, cái này của Pháp thập kỷ 1960. Con này cầu vồng rất là đẹp nhé, cầu to cầu vồng. Bản đeo, bản chân bản đeo. Cầu giữa nó có triển vuông, càng phải 590. Càng trái là tỷ lệ là 20 phần nghìn. Càng trái này bên bên ngoài nó có vết một chút xíu, vết nhỏ. Đấy. Đấy, càng trái này, vết nhỏ này. Càng phải là 590 đây, số 590 có là chút góc đô nhá. Và đó, 590 ở đây nha, rất rõ ràng. Còn cầu giữa đây. Đấy, cầu giữa có triển vuông này, cái ve thay rồi. Dòng Lamy nó chỉ có bản như này hoặc là bản to lên tí tí nhá, chứ không có chuyện gấp đôi, gấp 3, gấp 4 đâu. Đối tượng nào bán con Lamy mà gấp đôi, gấp 3, thậm chí gấp 4 lần thì không phải. Nó là hàng giả nhái hàng tàu mà bán với giá 6 triệu 2, 7 triệu 2 mà là không có địa chỉ, có một số điện thoại sử dụng một lượng đăng ký kênh rất lớn, có thể là hơn 10.000 người, hơn 20.000 người. Tuy nhiên một khi đã không có địa chỉ thì mỗi số điện thoại không thì cái rủi ro bao giờ cũng đẩy về khách hàng, mà ngay lập tức nó có thể chặn Zalo chặn số. Rất nhiều anh em đã bị dính đấy, các bác có thể cái vụ rất là nổi mới gần đây cách đây một tháng hơn tháng, anh bà mua số lách xong đăng lên cuối cùng nó cũng lặn mất tăm hơi đấy. Cho nên là làm gì có chuyện số lách mới tinh mà giá 8 triệu rưỡi 9 triệu rưỡi không có giá đấy, cho nên là hết sức cẩn trọng. Và cái kính rất êm, giá êm hơn ái nhá, giá là 7 triệu đồng hoặc là 7.000k. Dòng Lamy tầm 7 triệu là quá rẻ rồi mà độ mới rất là cao. Và em cũng sẽ fix luôn, bởi vì phiên bản 590 là cái phản nó cũng khá hiếm đấy, bởi vì nó phiên bản là phiên bản trơn đều, hay là cái cầu nó cầu cầu vòng dạng cầu giống cầu gánh. Đó là mã số 03 nhé. Tiếp theo là mã số 04. Mã số 04 là đây là cái Mavic Jet của lúc xưa thập kỷ 1950. Dòng này vừa rồi về mấy cây. Và mỗi cây mua giá khác nhau, chênh nhau được vài trăm vài triệu là cái chuyện hết sức bình thường như cái đồng sữa. Đấy. Ở cầu giữa có chữ Optima 20 gram, càng phải là 140 Mavic, càng trái là Mavic 140. Về gì rất là mới, rất đẹp nhé. Đấy, cầu giữa này, cầu 20 này. Đấy, ve còn xanh trắng tinh luôn. Đấy, số 140 chữ Mavic đó. Tiếp theo là càng trái đây. Cũng thế này, Mavic 1140 Mavic này, rất là rõ ràng. Cái này size 140 thì bác nào mà chán cao, rộng sân đình, mặt vuông chữ điền, đeo kính này rất là nổi, rất là chuẩn luôn. Bởi vì nó tôn lên vẻ đẹp sang trọng và quý phái, cũng như lịch lãm. Đó, rất là mới, rất đẹp nhá. Đó, rất là mới, rất đẹp luôn ạ. Và các bác nhìn thấy không? Một vàng sáng ngân, độ mới rất là cao. Vâng, cái kính này giá là 18 triệu 900 nghìn, gọi là 18.900k. Giá là 18 triệu 9 hoặc là 18.900k. Em có những cây này nó 18, 18 rưỡi, 19 triệu, 19 triệu rưỡi, 20 triệu. Tức là nó tùy theo độ mới càng cao thì nó càng đắt tiền. Đấy, nó nói phải nói rõ ràng như thế. Nó chỉ mỉnh nhỉnh mới hơn tí một cái vấn đề gì đó thôi thì nó đã là tiền nó chênh nhau vài trăm vài triệu luôn. Cái kính của đồ cổ nó là thế. Em đây phải chia sẻ thật luôn. Vâng, 18 triệu 900 hoặc 18.900k, đây là mã số 04 kính Mavic Đức phiên bản limited của Đức Cô Sát thập kỷ 50 60. Bọc vàng nhé, cái hàng thật thì bọc vàng sáng gương này, và thứ hai nó là địa chỉ số điện thoại rất là rõ ràng, lúc nào cũng để trên tường rồi, dễ nhìn dễ tìm dễ thấy. Còn đối tượng bán mà kính cổ đồ cổ mà địa chỉ để cho khuất cho có nhìn khó tìm ấy, thì thông thường nó có sự mập mờ amateur, các bác hết sức lưu ý và tỉnh không là sẽ rơi bẫy. Những đối tượng bán kính bọc vàng vàng đúc của Nhật thì khi kính khác kèm theo thì cũng là của Nhật, bởi vì đi theo lô theo thùng hàng. Hàng Nhật là sản xuất tái bản thập kỷ 92.000, chất lượng nó sẽ không bao giờ hàng chuẩn cao nhất. Chuẩn năm nhất là Anh, Đức, Pháp, Mỹ thập kỷ 40, 50, 60. Chất lượng rất là ok. Vâng, rất là cảm ơn các bác đã theo dõi xem video. Các bác mua bán kính cổ đồ cổ không nên nhìn vào lượng đăng ký kênh, mình theo dõi trang có thể 10.000, 20.000 người, 30.000 người mới làm 1 năm, 2 ba 1 năm hơn rồi hơn 2 năm. Đó là đã thuê đến vị thứ ba quảng cáo marketing và sale. Các bác để ý là em triển khai kênh YouTube của em là 7 năm, bán tại nhà hàng chính là hơn 20 năm mà chỉ có hơn 3.000 đăng ký kênh. Thì bên em làm một cách hữu xạ tự nhiên, là một cách chân tình, chân thật, chân thành nhất và chân thành rõ nhất.
Còn đối tượng kia là hay sử dụng sim số đẹp là tam quy tứ quý, đuôi là 36, 38, 39 là tứ quý năm. Nhưng mà một khi đã không phải chỉ thì em khẳng định 100% luôn là bán hàng kém chất lượng. Em nói khẳng định điều đó luôn. Bởi vì rất nhiều bác đã phải rơi ở bẫy. Đặc biệt là cái dòng chữ H này, em xin lỗi bác này. Có đối tượng bán ở cổng siêu thị One này, rồi là cổng chung cư, rồi cổng khu tập thể nữa cơ. Giống hệt cái này bán nó ra 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu. Đối tượng đấy là chỉ có lại nhắn sử dụng số điện thoại chứ, inbox qua địa chỉ, inbox qua Zalo, nhắn tin qua phần Messenger, nên thế là quá rủi ro. Đấy, cho nên đây là em trao đổi để chia sẻ để các bác nắm bắt thôi chứ không lên lớp ở đời. Bởi vì những cái năm tháng ở nước ngoài thì em cũng từng gặp những cái một vài cái trường hợp thế, và để em rút ra kinh nghiệm để chia sẻ lại để các bác nắm bắt được, cũng như là vấn đề về cái đa cấp, vấn đề về cái đối tượng hack hack tài khoản đấy, các tài khoản và các dữ liệu của em cũng chia sẻ nhiều, là để các bác là khi nghe các điện thoại mạo danh rồi thì không để đối tượng gọi như là cung cấp số tài khoản, cung cấp số mật khẩu cái gì đấy thì nó sẽ đánh cắp vào các dữ liệu đó. Thì em đã chia sẻ rất nhiều các phiên năm ngoái năm kia rồi, nên là đây là cái góc độ, là cái tức là khi em nắm bắt được gì, những cái gì mới nhất ở nước ngoài, cái công nghệ gì mới nhất nước ngoài, những cái gì cái thủ đoạn ở nước ngoài thì em cũng chia sẻ lại để làm sao các bác không rơi vào bẫy. Vì có những cục bác lớn tuổi cũng nghe cuộc điện thoại mạo danh là danh để làm theo hướng dẫn thì sẽ dễ dẫn mất tài khoản, tối thiểu là đánh cắp mất dữ liệu là cũng đủ mệt rồi, chứ đừng nói các bạn tài khoản. Vâng, rất cảm ơn, xin chào các bạn sau. Bác nào cho nút đăng ký kênh hay là nút đăng ký kênh màu đỏ ở dưới video cũng được, có chuông. Vâng, xin chào tạm biệt các bác, hẹn gặp lại kênh sau.